Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói lời cảm động khi chia tay cầu thủ U17 Việt Nam. Trước khi chính thức bước vào thi đấu ở vòng chung kết U17 châu Á 2023 gặp U17 Ấn Độ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chốt danh sách cuối cùng của U17 Việt Nam với 23 cầu thủ. Theo đó, khi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh sang Bangkok, Thái Lan để chuẩn bị dự vòng chung kết U17 châu Á 2023, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cút danh sách từ 28 xuống còn 24 cái tên. Trong đó, U17 Việt Nam có một cầu thủ sẽ thuộc dạng dự phòng. Chính vì vậy, trước khi bước vào thi đấu trận đầu tiên, ban huấn luyện sẽ chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ theo quy định của ban tổ chức. Người sẽ phải chia tay với vòng chung kết U17 châu Á lần này là tiền vệ Nguyễn Anh Tiệp, thuộc sự quản lý của câu lạc bộ Hà Nội. Sau buổi tập vào chiều ngày 16 tháng 6, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã gặp riêng anh Tiệp để chia sẻ về quyết định lựa chọn nhân sự của mình. Cựu huấn luyện viên U20 Việt Nam bày tỏ với học trò, thầy đã theo dõi con một thời gian dài vừa qua và thấy con rất nỗ lực, có được những sự tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng, đội buộc phải gút danh sách xuống 23 người và con phải nhường chỗ cho các bạn khác, vì các bạn chơi cùng vị trí mạnh mẽ hơn con. Thầy rất tiếc khi phải chia tay con. Thầy nghĩ các đồng đội cũng rất tiếc khi con không được tham dự giải đấu. Thầy biết con có tài năng, có tư duy nếu con tập luyện chăm chỉ. Nếu con rèn luyện thể chất tốt hơn, con sẽ trở thành một cầu thủ giỏi. Thầy luôn theo dõi và hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Vào lúc này, toàn đội U17 Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào trận đấu đầu tiên gặp U17 Ấn Độ vào 19 giờ tối nay ngày 17 tháng 6. Trận ra quân được xem là cơ hội tốt để đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành 3 điểm đầu tay trước khi chạm trán với những đối thủ rất khó nhằn như U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.